Dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch Covid-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với hai môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có hai tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thái nguyên tv vn trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV trên hai kênh YouTube Dạy và học Thái Nguyên và truyền hình Thái Nguyên TNTV giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên truyền hình Thái Nguyên thiết thực hiệu quả, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình ôn tập chương trình học phổ thông năm 2020 do Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức thực hiện. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Đoàn Thị Minh, giáo viên trường Tiểu học Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Cô rất vui được đồng hành cùng các em ôn lại những kiến thức trong chương trình môn Toán lớp 5. Trong tiết học trước, các em đã được ôn tập lại phép cộng, phép trừ các số thập phân và được vận dụng vào các bài tập ở nhà. Bây giờ, cô sẽ giúp các em kiểm tra lại kết quả bài làm ở nhà. Mời các em cùng quan sát lên bảng, so sánh, đối chiếu kết quả với bài làm của cô. Bài 1. Đặt tính rồi tính. Với ý A, cho ta kết quả bằng 92 56. Ý B bằng 47,66. Ý C bằng 56,08 và ý D kết quả bằng 47,55. Qua bài tập 1, các em đã được củng cố về cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ các số thập phân. Bài 2 ở ý A, các em vận dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân, kết quả bằng 19. Còn ở ý B, các em vận dụng một số trừ đi một tổng ta được kết quả 12,37. Bài 3. Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài 86,7 m chiều dài hơn chiều rộng 21,4 m. Tính chu vi của cái sân đó. Với bài tập này, để tính được chu vi của cái sân đó, ta phải biết chiều dài, chiều rộng của cái sân. Vậy, ta phải đi tìm chiều rộng của cái sân đó. Chiều rộng của cái sân là 86,7 trừ 21,4 bằng 65,3 m biết chiều dài, chiều rộng ta dễ dàng tính được chu vi của cái sân là 304 m. Vậy, qua 3 bài tập về nhà, một lần nữa các em được củng cố về phép cộng, phép trừ các số thập phân và các tính chất của phép cộng số thập phân. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng ta ôn tập lại về phép nhân số thập phân. Nội dung ôn tập hôm nay gồm 4 phần. Phần 1: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên. 2: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân. 3: Nhân một số thập phân với một số thập phân. 4: Nhân một số thập phân với 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001, vân vân. Bây giờ Cô và các em bước vào phần ôn tập thứ nhất. Ôn tập về nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Cô có ví dụ sau. 1,5 m nhân 3. Vậy với phép tính này ta thực hiện như thế nào? Ta có 1,5 m bằng 15 dm ta thực hiện đặt tính rồi thực hiện phép nhân hai số tự nhiên. Ta viết 15 nhân 3 bằng 45. 45 đề xi mét bằng 4,5 mét. Vậy 1,5 mét nhân 3 bằng 4,5 mét thông thường ta đặt tính rồi thực hiện như sau. Viết 1,5 nhân 3. Ta thực hiện phép nhân như nhân số tự nhiên. 3 nhân 5 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4. Viết 4. Ta nhận thấy phần thập phân của số 1,5. Có một chữ số ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái. Vậy 1,5 nhân 3 bằng 4,5. Bây giờ cô cùng các em chuyển sang ví dụ 2. 1,25 nhân 13. Các em thực hiện phép tính này như thế nào? ta cũng đặt tính rồi thực hiện phép nhân như nhân số tự nhiên. Mời các em thực hiện phép tính này cho cô. Bây giờ các em cùng kiểm tra kết quả cùng cô. 1,25 nhân 13. Ta được tích riêng thứ nhất. Tiếp tục thực hiện phép tính. Ta được tích riêng thứ hai cộng hai tích riêng ta được. Ta nhận thấy ở số 1,25, phần thập phân có 2 chữ số. Ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. Vậy 1,25 nhân 13 bằng 16,25. Qua hai ví dụ vừa thực hiện, các em hãy nhớ lại muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như thế nào ta thực hiện như sau nhân như nhân các số tự nhiên đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái để khắc sâu kiến thức về nhân một số thập phân với một số tự nhiên Bây giờ chúng mình cùng thực hiện thêm một số ví dụ khác. A 8,5 nhân 14. B 1,26 nhân 8. Cô mời các em thực hiện hai phép tính này cho cô. Cô tin rằng có nhiều bạn đã ra kết quả của hai phép tính này. Bây giờ chúng mình cùng kiểm tra kết quả cùng cô. 8,5 nhân 14 được tích riêng thứ nhất. Tiếp tục ta thực hiện được tích riêng thứ hai và kết quả là Vậy 8,5 nhân 14 bằng 119. Ở ví dụ B, 1,26 nhân 8 cho ta kết quả là 10,08. Vậy 1,26 nhân 8 bằng 10,08. Vừa rồi, cô và các em đã đi ôn lại về nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Sau đây chúng ta cùng chuyển sang nội dung ôn tập thứ hai. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân. Cô có ví dụ 1. Tính 32,157 nhân 10. Bây giờ chúng mình cùng đặt tính và thực hiện phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Mời các em thực hiện phép tính này. Chắc chắn rất nhiều bạn đã ra kết quả rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lên bảng, kiểm tra kết quả cùng cô. 32,157 nhân 10 bằng 321,570. Vậy 32,157 nhân 10 bằng 321,57. Em có nhận xét gì?

Cô và các em cùng chuyển sang ví dụ 2. Ví dụ 2 tính 25,726 nhân 100. Cô mời các em thực hiện phép tính này. Ở ví dụ này, cô tin rằng các bạn cũng tìm được kết quả của phép nhân rất là nhanh. Sau đây, chúng mình cùng kiểm tra kết quả. 25,726 nhân 100. Kết quả tìm được là 2572,6. Vậy 25,726 nhân 100 bằng 2572,6. Em có nhận xét gì về số 25,726 với số 2572,6. À các em ạ, à, chúng ta dễ dàng nhận ra nếu ta chuyển dấu phẩy của số 25,726 sang bên phải 2 chữ số ta cũng được 2572,6. Qua hai ví dụ vừa thực hiện. Các em nhớ lại muốn nhân một số thập phân với 10 100, 1000, vân vân, ta làm như thế nào? Ta làm như sau, muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2, 3, vân vân chữ số. Bây giờ cô và các em cùng làm thêm một số ví dụ khác. Tính A 1,7 nhân 10 B 29,06 x 100 C 0,45 x 1000 Cô mời các em thực hiện phép tính cho cô Chắc chắn đã có rất nhiều bạn ra kết quả rồi Bây giờ chúng mình cùng kiểm tra kết quả So sánh đối chiếu với kết quả của cô

Ta dịch chuyển dấu phẩy của số 0,45 sang bên phải 3 chữ số. Vậy ta coi 0,45 là 0,450. 0,45 nhân 1000 bằng 450. Vừa rồi cô và các em đã ôn lại hai nội dung rất quan trọng trong phép nhân số thập phân. Bây giờ cô và các em cùng chuyển sang phần 3. Ôn tập về nhân một số thập phân với một số thập phân. Cô có ví dụ sau. Tính 9,8 nhân 5,3. Để thực hiện phép tính này, ta làm như thế nào? Ta cũng thực hiện đặt tính rồi thực hiện phép nhân như nhân số tự nhiên. 3 nhân 8 bằng 24, viết 4, nhớ 2. 3 nhân 9 bằng 27, nhớ 2 bằng 29, viết 29, ta được tích riêng thứ nhất. 5 nhân 8 bằng 40, viết 0, nhớ 4. 5 nhân 9 bằng 45, thêm 4 bằng 49 viết 49. Cộng hai tích riêng ta được ta nhận thấy hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. Vậy 9,8 nhân 5,3 bằng 51,94. Các em cùng cô chuyển sang ví dụ 2. Tính 16,25 nhân 6,7. Bây giờ cô mời các em đặt tính và thực hiện phép tính. Bây giờ chúng mình cùng kiểm tra kết quả cùng cô nào. 16,25 nhân 6,7 được tích riêng thứ nhất. Tiếp tục thực hiện phép tính, ta được tích riêng thứ hai. Cộng hai tích riêng, ta được kết quả. Ta thấy ở phần thập phân của hai thừa số có tất cả 3 chữ số. Ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra 3 chữ số kể từ phải sang trái. Vậy 16,25 nhân 6,7 bằng 108,875. Vậy, muốn nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như thế nào? Ta thực hiện như sau. Nhân như nhân các số tự nhiên. Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy Cách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Bây giờ các em cùng thực hiện một số ví dụ. A, đặt tính rồi tính. 12,5 nhân 1,3. 13,25 nhân 4,5. mời các em thực hiện hai phép tính cho cô.

để củng cố thêm về phép nhân số thập phân với một số thập phân. Bây giờ mời các em thực hiện cho cô ví dụ B. Tính 2,34 nhân 2,7. 2,7 nhân 2,34. Mời các em thực hiện phép tính này. Cô tin chắc rằng rất nhiều bạn đã ra được kết quả rồi. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả. 2,34 nhân 2,7 bằng 6,318. 2,7 nhân 2,34 cũng cho ta kết quả bằng 6,318. Cả hai phép tính đều cho ta kết quả bằng 6,318 cô tin chắc rằng khi tính được kết quả của phép tính thứ nhất nhiều bạn không cần đặt tính vẫn tìm được dễ dàng kết quả của phép tính thứ hai bởi vì các em đã vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân các số thập phân phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng chuyển sang nội dung ôn tập nhân một số thập phân với 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001, vân vân. Cô có ví dụ sau. Tính 154 154,62 nhân 0,1. Cô mời các em đặt tính và thực hiện phép tính nhân hai số thập phân. Bây giờ, các em cùng nhìn lên bảng kiểm tra kết quả cùng cô. 154,62 nhân 0,1 cho ta kết quả bằng 15 162. Vậy 154,62 nhân 0,1 bằng 15,462. Các em có nhận xét gì về số 154,62 với số 15,462? Ta thấy nếu chuyển dấu phẩy của số 154,62 sang bên trái một chữ số ta cũng được 15,462. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang ví dụ 2. Tính 425,12 nhân 0,01. Các em đặt tính rồi thực hiện phép tính này cho cô. Cô nghĩ rằng các bạn sẽ dễ dàng tìm được kết quả của phép tính này bằng 4,2512. Vậy 425,12 nhân 0,01 bằng 4,2512. Các bạn có nhận xét gì?

0,001, vân vân. Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái 1, 2, 3, vân vân chữ số. Bây giờ các em cùng thực hiện một số ví dụ sau: tính 82,3 nhân 215 0,1. 215,46 nhân 0,01. 32,4 x 0,001. Mời các em thực hiện các phép tính này. Chắc chắn nhiều bạn đã ra kết quả rồi. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả. 82,3 x 0,1 bằng 8,23 215,46 Nhân 0,01 Bằng 2,1546 32,4 Nhân 0,001 Ở đây các em lưu ý Số 32,4 Phần nguyên có 2 chữ số Mà khi nhân 32,4 Với 0,001 Ta chuyển dấu phẩy của số 32,4 sang bên trái 3 chữ số. Vậy ta viết thêm một chữ số 0 vào bên trái chữ số 3. Kết quả bằng 0,00324. Em có nhận xét gì về cách nhân một số thập phân với 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001, vân vân? và cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân. Chắc chắn các em dễ dàng nhận ra khi nhân một số thập phân với 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001, vân vân. Ta chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái 1, 2, 3, vân vân chữ số còn khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân, ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2, 3, vân vân chữ số. Các em ạ, à, trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta đã được ôn lại về phép nhân số thập phân để củng cố khắc sâu kiến thức cho các em. Sau đây, chúng ta chuyển sang bài tập thực hành Cô mời các em ghi lại các bài tập sau. Bài 1. Đặt tính rồi tính. A. 3,06 x 5. B. 2,38 nhân 13. C. 4,3 x 3,6. D. 9,06 x 5,7. Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất. A. 9,65 x 0,4 x 2,5 B. 9,3 x 6,7 cộng 9,3 x 3,3 C 4,7 nhân 5,5 trừ 4,7 nhân 4,5. Bài 3. Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 12,5 km. Hỏi trong 1,5 giờ người đó đi được bao nhiêu km? Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch Covid-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với hai môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có hai tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh, từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 đồng thời được đăng tải trên website thái nguyên tv vn trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV trên hai kênh YouTube dạy và học Thái Nguyên và Truyền hình Thái Nguyên TNTV giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên truyền hình Thái Nguyên thiết thực hiệu quả Góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi.